Em ơi, chào em nhá. Em đang làm gì đây? Ôi, cô gái có vẻ rất là xinh xắn, đang với một cái bộ trang phục màu đen, có vẻ là hình như là đây là một cô gái của người Tày các bạn ơi. Cô ấy đang làm gì đó bên bờ suối, mà cái tiếng nước suối đây, đang Hùng đang đứng cạnh một con suối, nó có tiếng nước nó kêu rất là to nên là mình không nghe thấy em ấy đâu. Em ơi, em đang làm gì đây? Ôi chào em nhá. Ôi, một cô gái rất là xinh các bạn ạ. Không biết là cô ấy đang làm gì trong này. Để mình xuống đây. Đấy. Ôi, anh chào em nhá. Em đang làm gì đấy em? Đang bắt ốc ạ. Bắt ốc à? Vâng. Ô, ở đây mà cũng có ốc á? Vâng ạ. Đâu anh xem này, em bắt được con nào chưa? Rồi. À. Đây các bạn ơi. À, cô gái này đã bắt được những cái con ốc. Đây là ốc gì đấy em? Trời ạ. Ốc trời á? À, ốc trời. Ốc trời mà em sao em bắt ở trong rừng à? Vâng, ốc này nó chỉ có trong rừng thôi ạ. Ô, anh tưởng nó phải trên trời chứ. Không ạ. À, không phải à? Vâng. Ồ, thế là em bắt con ốc này vì làm gì? Bắt vì ăn ạ. Ăn á? À? Vâng. À, rồi. Đây, xem có con nào không, bắt cho anh xem. Ồ, hóa ra là, à, đây là những con ốc này à? Các bạn ơi, đây là một cái con ốc theo cái... cô gái này thì bảo tôi là đây là con ốc trời, nhưng mà nó lại sống ở trong những cái lá cây ở trong rừng thế này thôi. À, rồi em bắt được nhiều chưa? Đâu xem. À, 2 2 4. Ồ, gần 10 con rồi. Ở đây có à? Ở đây có vâng nhiều ạ. Không em, đâu để anh xem nhé, anh hộ em bắt nhá. Vâng ạ. Em tên gì? Em tên là Hường ạ. Em Hường à? Vâng. Em Hường. Nhà em có gần đây không? Nhà em ngay ở ngoài đây thôi ạ. Ngay ngoài đây á. Hương năm nay bao tuổi rồi? Em 17 ạ. 17. Vâng. À, thế là năm nay đang học lớp bao nhiêu? Lớp 11 à? 11, bắt đầu học lớp 12 đúng không? Vâng. Ồ, đây các bạn ơi. Đúng là ở đây có những cái con ốc thần này. Đây. Mới xuống đây thôi mà đã bắt được 2 con. Rồi, anh. Em bắt cái con này thì mình mang về để nấu món gì? Mình luộc thôi ạ. Hoặc là nướng cũng được ạ. Ồ, trong một cái khoảng không nho nhỏ thôi mà nãy giờ là em Hường đã bắt được rất là nhiều ốc rồi. Đây thì hình như chỗ này thì không có con nào, không biết còn có không. À, nó sẽ nấp ở dưới những cái khu vực lá thế này các bạn ơi. Ồ, đây này, hai con luôn. Hai con nó cạnh nhau luôn này. Đây. Đấy, nãy giờ đây. Cái khu vực này không biết là còn không. Đây mình sẽ đi theo em Hường nhé. Đây là một cái khu vực mà ngay bên cạnh là một cái dòng suối. Và đấy. Ôi, các bạn ơi, rất là nhiều luôn. Ở đây Hùng thấy là đúng là vào những cái ngày mưa thì có vẻ là rất là thích hợp cho cái loài này, nó sẽ bò ra và nó kiếm thức ăn. Ở đây Hùng cũng thấy đây này. Ôi, rất là nhiều luôn các bạn ơi. Ôi, thích thế nhỉ. Cứ thế mà lấy thôi hay sao ấy, nhiều cực kỳ luôn. Ồ, đây này. Ôi, nãy giờ. Ồ, đây này. Nó nằm ở trong những cái khu vực lá này này. Đấy. Đấy. Chưa? Ồ, đây nữa này. Rất là nhiều. Ôi. Hương ơi, trên kia kìa. Em lấy. Ồ, trên này nữa này. Đây, đây trên này cũng có một con này. Không biết ở dưới này. Dưới này còn có không? Ôi. Này. Ôi dồi ơi, anh hơi bị siêu luôn ấy. Nãy giờ mà bắt một lúc mà Hùng đã bắt được cả một cái nắm ốc to thế này. Ở trên này còn có này. Wow. Ôi, rất là thích luôn. À Hương ơi, em là người dân tộc gì nhỉ? Em dân tộc Tày. Dân tộc Tày à? Và cái bộ trang phục mà mình đang mặc cũng là của người Tày luôn ạ. À? Vâng. À, có cái nón rất là hay luôn. Đấy, nãy giờ là với em Hương đã bắt được rất là nhiều rồi. Nãy giờ em Hường bắt một hồi thì Hùng thấy là cái giỏ cũng đã sắp đầy rồi. Hường ơi Hường, dạ. Thì em có người yêu chưa? Em chưa ạ. Chưa? Vâng. Sao xinh gái này mà chưa có người yêu các bạn ơi? Đây là một cái cô gái người Tày ở... Đây là mình là đang ở xã gì đây nhà em nhỉ? Xã Vô Ngại ạ. Xã Vô Ngại của huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Và có một cô gái người Tày năm nay 17 tuổi, rất là xinh gái mà chưa có người yêu. Thì không biết là có bạn nào muốn làm quen em Hường không? Hướng này em có thể là cho anh xin lan ở Facebook hay Zalo nhá. Ừ, rồi ạ. Và bạn nào có muốn thông tin của em Hương thì phải inbox vùng kín nhá. Bây giờ
Ôi Hướng ơi, thế em bắt nhiều ốc thế này thì lát nữa mang về làm gì? Mình đem về luộc. Mang về nấu đúng không? Vâng ạ. À, thế, à. Thế tí nữa cho anh ăn cùng được không? Vâng ạ. À thế à, rồi. Ủa chỗ này rất là trơn nhé. Ở xung quanh đây thì tôi thấy là cái loài ốc này có rất là nhiều. Không biết là nếu vào những cái ngày nắng thì nó có bò ra không em nhỉ? Dạ không ạ. Không bò ra. Vâng. À, khi những nãy giờ là mình bắt ở một số khu vực là không thấy là nó ra ngoài hẳn luôn. Thì có lẽ là những cái ngày nắng thì nó sắp không bò ra. Vâng. Nó sẽ chui ở trong những cái lớp lá cây à? Vâng. Lá cây. À thế cái con ốc này thì cái thức ăn chính của nó là gì em biết không? Là những cái lá thuốc ạ. Lá trong thuốc rừng ạ. À. Thế là những con ốc này thì nếu mà nó ăn lá thuốc thì có lẽ là nó cũng có dược à, dược liệu à? Vâng. Tính chất nói chung là dược chất, có thể là có thể chữa bệnh được không con này? Có nghĩa không? À, có nghĩa là có thể là cũng có thể chữa bệnh được, nhưng mà em Hường có thể là cái độ tuổi còn ít là cũng không biết đúng không? Vâng. Bình thường mình chỉ có mang cái con này về nấu ăn thôi. Nấu ăn à rồi, bây giờ Hùng thấy là em Hường cũng bắt được khá rồi đấy. Thì... đây những con ốc này thì Hùng thấy là nó dính rất là nhiều những cái lớp kiểu dạng như là đất với bùn đấy. Có thể là do nó sống ở trong những cái rừng cây đúng không? Dạ. Rừng cây và nó ăn lá cây, ăn những cái lá thuốc nha em Hường bảo. Bây giờ mình sẽ rửa sạch. Thôi nhưng mà mình ở nhà em ở đây xa không? Hay là lát nữa mình nấu ở nhà hay là mình nấu ở gần đây luôn? Gần đây luôn. À thế là em có mang theo đồ để nấu à? À hay quá. Hôm nay đi rất là may mắn khi mà vào một cái ngày mưa thì vừa tạnh mưa thì đi vào đây thì gặp ngay em Hường và em Hường chuẩn bị nấu một cái món ốc gọi là ốc trời, nó sống ở trong rừng. Ốc trời nhưng mà sống trong rừng chứ không phải là sống ở trên trời đâu. Ôi, cái này sạch chưa nhỉ? Ồ, cũng khá đấy nhỉ. Bây giờ chúng tôi đang đi vào trong một cái kiểu khu rừng mà đi theo em Hường vào đây. Để xem nào. Từng này thì đủ nấu cho em. Thế bây giờ mình là còn phải đi lấy củi nữa nhỉ. Lấy một ít củi. Vào một cái thời tiết trời vừa mới mưa xong thì có lẽ là tìm được những cái cành củi này nó cũng rất là ướt. Mà những cái cây ướt thế này thì không biết là Hường ơi, những cái cây ướt thế này thì liệu là rằng em có nhóm được lửa không? Chắc là sẽ hơi khó nhá. Vẫn nhóm được đúng không? À. Đấy các bạn thấy chưa, rất là giỏi luôn. Tại vì cái cuộc sống ở trên cái vùng này thì mọi người cũng quen rồi. Đây có rất là nhiều những cái cây đồng củi, mặc dù nó cũng khô rồi nhưng nó bị mưa làm ướt rồi thì có lẽ là sẽ hơi đốt, hơi khó đốt một chút. Thì chúng ta sẽ thử xem là em Hường làm cách nào để có thể là đốt được những cái cây củi này cháy để có thể là nấu một cái nồi ốc nha. Em có chuẩn bị những cái loại gia vị nào để nấu cái con ốc trời này rồi không? Dạ có. Ví dụ cái món ốc này lúc nãy Hường bảo với chúng tôi là Hường sẽ luộc những cái con này lên. Thì khi mà mình món ốc luộc thì không biết là mình sẽ Hường đã chuẩn bị những cái nguyên liệu nào. Thì bây giờ mình sẽ em để cái nguyên liệu với cả chắc chắn là lúc nãy cái dụng cụ mà nấu nướng ấy. Em mà để ở đâu ạ? À ở ngoài bìa rừng ấy đúng không? Bây giờ chúng tôi sẽ đi ra ngoài để chuẩn bị thưởng thức cái món. À trước tiên là phải chế biến cái món ốc trời và sau đó là chúng tôi sẽ nấu nó lên và cùng với em Hường thưởng thức. Bây giờ
là chúng tôi đã đến với cái bìa rừng và nơi đây có một cái bãi đá. Hường ơi, cái chỗ này thì có phải cũng rộng rãi và có nhiều đá thì mình nấu ở đây được không? Ở đây luôn ạ. Ở đây luôn nhá. Vâng. Mình bỏ củi xuống. Đây là những cái cây củi mà chúng tôi với đã mang về. Bây giờ đâu rồi? À, nồi niêu của em đâu? À kia, không thấy đâu. Tôi đã cùng với em Hường đã làm xong một cái kiểu thành cái bếp rồi, xếp từ những cái viên đá, bây giờ sẽ nhóm lửa. Với một cái thời tiết mưa này thì đây như cả những cái cây củi này đều bị ướt rồi. Có lẽ rất là khó đốt nhưng mà Hường bảo là vẫn có thể. Tôi đã cùng với em Hường đã làm xong một cái kiểu thằng cái bếp rồi, xếp từ những cái viên đá, bây giờ sẽ nhóm lửa. Với một cái thời tiết mưa này thì đây như cả những cái cây củi này đều bị ướt rồi. Thì có lẽ rất là khó đốt nhưng mà Hường bảo là vẫn có thể là đốt cháy được. Mình sẽ thử xem là hôm nay Hường có thực sự là đốt được cháy những cái cây này không. Thì cái đợt này cũng đang miền Bắc của chúng ta cũng đang mưa rất là nhiều. Rất là may là trong cái củi này bên ngoài ướt thôi nhưng bên trong nó vẫn còn khô. Đây. Bây giờ bắt đầu cho Hường trổ tài là xem có đốt được thì nó cháy không nha. Đấy. Cái cây củi này nó bị ngấm nước mưa lâu ngày nên là rất là khó đốt. Nhưng mà cuối cùng thì chúng tôi cũng đã nhóm xong cái bếp lửa này. Với cái món ốc này thì chúng tôi sẽ lấy một ít nước suối mang về để có thể là chế biến với cái món ốc luộc này. Đây, Hường lấy một cái nước ở ngay chúng tôi là cái khu vực mà chúng tôi nấu này là cạnh một cái con suối nên là cái việc lấy nước cũng rất là đơn giản thôi. Đây, cái lửa thì lửa bắt đầu bùng lên rồi. Đây, nó có vẻ đúng là khi mà cái thời tiết nó ẩm ướt thì cũng rất là khó để nó có thể là cháy đẹp được. Đây là chính là những cái cây củi ngày mưa, các bạn nhìn thấy là nó ướt từ ngoài vào trong, nó ướt từ trong ra ngoài luôn, nói chung là rất là ẩm ướt. Nhưng mà chúng tôi sẽ hong khô ở đây. Hường ơi, bây giờ mình đã chuẩn bị xong bếp lửa rồi và cái nồi rồi, thì bây giờ mình còn cần những nguyên liệu gì nhỉ? Ốc đúng không? Ốc rồi, đây ốc đây rồi. Ốc đây chính là cái rổ ốc mà nãy giờ chúng tôi đã bắt được và rửa sạch rồi. Còn gia vị nữa em nhỉ? Bây giờ anh sẽ hộ Hường nhé. Các bạn muốn ăn thì phải lăn vào bếp. Và ngày hôm nay thì Hường đến đây thì cũng rất là may mắn khi mà bắt gặp được Hường là đang bắt ốc và có thể là ăn cùng Hường một cái bữa ốc mà được Hường chiêu đãi. Có thịt hôm nay một mình em nhà. À, một mình em rất là may mắn nhé. Thế bình thường thì em bắt cái con ốc này thì về để làm gì? Ăn cùng với gia đình. Thế lát nữa mình nấu một phần để mang... mang về đúng không? Để tối còn nấu cơm nha. Đây, mình sẽ rửa này. Ngoài cái món ốc này thì với người dân tộc Tày của mình ở đấy thì còn có cái món ăn gì đặc biệt không? Phắc sẩm ạ. Phắc sẩm á? Vâng. Phắc sẩm. Phắc sẩm là cái gì nhỉ? Là rau chua. À, phắc sẩm là tiếng Tày đúng không? Vâng ạ. Là ý là món dưa chua. Vâng. Thế ngoài cái món đấy còn có món nào đặc biệt không? Cóc mò. À, ngoài phắc sẩm còn cóc mò nữa. Cóc mò là một cái loại bánh của người Tày đúng không? Vâng. Ê, nhà em có nuôi cái con gì không? Có ngan đen ạ. Ngan đen à? Vâng. Ồ, thế là cái con đấy thì mình có ăn được không? Đã có ạ. Có. Thế lúc nào cho anh ăn thử nhá. Vâng. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục nấu cái món ốc trời đi. Còn cái món ngan đen thì chắc là để hôm nào Hường sẽ mời nhá. Hôm nào anh sẽ quay trở lại nhà Hường cũng gần đây đúng không? Vâng. Rồi bây giờ mình sẽ... Đây, cái nguyên liệu mình cũng gọi như là rửa sạch rồi, bây giờ sẽ cùng Hường nấu nhá. Đó, bây giờ Hường là đang sử dụng một cái hòn đá để có thể là đập những cái cây xả ra. Đấy. Hường ơi, thì thường em có hay đi bắt ốc và nấu thế này không? Thi thoảng đi nhỉ? Tại vì dù sao Hường bây giờ cũng 17 tuổi là đang học lớp 11, 12 mà. Đấy. Bây giờ đang nghỉ hè nhỉ? Mình có thể là mình... đi bắt ốc.
Đây, bây giờ bếp chúng tôi là Hường đã bắc cái nồi nước lên rồi. Bây giờ mình sẽ cho gì vào đây để cho Hường nhá. Đây là những cái cây sả. Rất là trông chờ xem là cái món ốc này nó có cái hương vị gì. Và cũng lần đầu tiên là mình thấy đây là những cái lá bòng mà có thể dùng để nấu ốc. Bình thường thì mọi người hay cho lá chanh, nhưng mà với cái món ốc trời này thì có lẽ là người Tày ở đây thì sẽ sử dụng để nấu cái món ốc trời này. Nhìn có vẻ hấp dẫn đấy. Rồi. Bây giờ ngồi canh lửa nhá. Các bạn, như các bạn đã biết là em Hường là chưa có người yêu. Và này thì em Hường năm nay là 17 tuổi, người dân tộc Tày ở Bình Liêu. Vậy Hường ơi, Hường có mong muốn là có một cái người yêu như thế nào, cái mẫu người lý tưởng của em ấy? Chăm ngoan. Chăm ngoan á, là được. Thế có cần cao bao nhiêu không, có cần đẹp trai không? Hả? Không cần. Thế có cần là có nhà giàu không? Cũng không cần. Thế chỉ cần chăm ngoan thôi. Cứ như kiểu học sinh ấy nhỉ. Đấy, bạn nào thì nếu mà bạn nào chăm ngoan này thì có thể là thử tán em Hường để xem biết đâu là em Hường là chịu đấy. Thế em có định lấy chồng sớm không, hay là em có năm sau là lớp 12 rồi em còn đi thi đại học, hay là à còn học đại học nữa đâu? Anh tưởng là cũng muốn lấy chồng sớm chứ. Đúng rồi, bây giờ những cái cô gái người dân tộc ở trên này thì mọi người cũng rất là thích đi học đại học để có thể mở mang kiến thức, chứ cũng không ai muốn lấy chồng sớm đâu, đúng không? Thế lớp em thì có ai lấy chồng chưa? Chưa. Chưa à? Thế bình thường thì mọi người khoảng bao nhiêu tuổi thì một cô gái người Tày sẽ kết hôn? 20, 21. Thế Hường thì cũng 20, 21 là lấy chồng à? Không. Học xong đại học. Học xong đại học là khoảng 22 tuổi. 22 tuổi là lấy chồng được chưa? À, ra làm 1-2 năm rồi mới lấy. Thế Hường có muốn lấy chồng ở dưới miền xuôi không, hay là chỉ lấy người ở trên Bình Liêu thôi, lên trên miền núi này thôi? Lấy đâu cũng được, miễn sao người đấy chăm ngoan. Thế em không cần một cái người chồng có điều kiện kinh tế, hay là có nhiều tiền à, là giàu à? À, rất là giỏi luôn. Có nghĩa mình sẽ tự kiếm tiền. Tự kiếm tiền luôn. Là một cái người phụ nữ gọi là rất là độc lập, chủ động về kinh tế. Rất là hay. Ok, ốc của mình là không biết là đã sôi chưa nhỉ? Cũng thấy nấu một hồi lâu lâu rồi đấy. Đấy. Tỏi ớt. Hường ơi, em dùng một cái hòn đá ở ngay ngoài suối à? À, mình sẽ dùng một cái hòn đá ở ngay ở suối để có thể là giã nát những cái tỏi với cả ớt đây để làm nước chấm. Mình sẽ, em có ăn cay không Hường? Cay vừa vừa. Làm mấy quả ớt nè? Hả? Hai quả. À. Bây giờ là Hùng đã ngửi thấy mùi thơm của ớt này, của tỏi rồi. Ớt này cũng khá là cay đấy, mình ngửi thấy mùi rất là hăng. Đấy. Hường ơi, hình như là ốc của chúng ta chín này có thấy có hơi nước là nó bay ra từ cái nồi này rồi. Hình như là chín rồi đấy. Thử xem nhé, bây giờ để Hường kiểm tra xem là sôi chưa. Ồ. Đây, đã sôi ùng ục rồi đây. Cái này là chín chưa Hường? Chín rồi ạ. Ồ, bây giờ chúng ta sẽ bắc cái bếp xuống nhỉ.
bắt cái bếp xuống là hơi nóng nha. Đây, đây chúng ta đã bắt được cái nồi ốc này xuống rồi. Đây, bây giờ là ốc đã chín và Hường cũng đã pha xong nước chấm, và chúng tôi chọn một cái địa điểm chính là ngay một cái bờ suối này để có thể là vừa ngâm chân này, vừa có thể là thưởng thức cái món ốc trời này. Và bây giờ Hùng đang rất là tò mò là cái hương vị của cái con ốc trời nó như thế nào. À, Hường ơi, bây giờ cái con ốc này mình sẽ ăn như những cái ốc hả? Đây là cái gai của một cái loại cây gì đấy mà Hường lấy ở trong rừng. Và bây giờ mình sẽ... Đâu Hường, ăn trước đi Hường ơi. Ốc sao Hường vứt cái gì đi Hường? À, vỏ à? Cái nắp của nó đúng không? Bây giờ mình sẽ thưởng thức này. Ôi, đợi xem học chưa? Ô, còn rất là nóng các bạn ơi. Mặc dù là cũng vớt ra và gạn hết nước đi rồi nhưng mà nó vẫn còn nóng. Đây. Đây Hường ơi, đây, để anh lấy cho em cái này. Đấy. Này. Đấy. Nóng nha. Đấy. Ô, các bạn, con ốc này cái ruột của nó cũng rất là to nhá. Cái phần thịt của nó to đấy, chứ không nhỏ đâu. Uầy. Đây. Đấy. Cái vỏ này mình cho ở đây, lát nữa là ăn lại lẫn đấy, mình sẽ để gọn ra một chỗ nhá. Đây. Thưởng thức đi Hường ơi. Rất là may mắn hôm nay được gặp em Hường tại xã Vô Ngại của huyện Bình Liêu và được cùng em Hường đi bắt ốc này, lấy củi và thưởng thức một cái món ốc gọi là ốc trời nhưng mà lại sống ở trong rừng. Đấy. Chín chưa em? Chín. Ở trong rừng này mà ăn cái đồ mà chưa chín nhỡ đau bụng thì là không có thuốc đâu các bạn ạ. Nên là bây giờ mình cũng nấu chín kỹ rồi. Thưởng thức nha. Rất là to các bạn ơi. Rồi, con ốc này. Mình sẽ chấm với cái nước chấm thần thánh của Hường pha. Rất là ngon. Được đấy em ơi. Thường hay là em về mở quán ốc được không? Mở quán ốc nhá. Anh sẽ đến ủng hộ thường xuyên. Rất là ngon. Mời các bạn cùng đến Bình Liêu gặp em Hường và thưởng thức món ốc trời luộc đúng không? Luộc. Ngoài cái món luộc này thì con này còn nấu được món gì không em? Nướng. Có xào được không? À. Cũng giống như rất là nhiều những cái món ăn khác thì có thể là luộc này, hấp này, xào này, thậm chí là nướng. Thế hôm nào mình sẽ, nếu mà trời mưa tiếp tục thì mình sẽ lại đi bắt ốc và thưởng thức món ốc nướng, ốc xào Hường nhé. Rồi mời các bạn cùng Hùng đến với Bình Liêu và gặp em Hường thưởng thức món ốc xào với một cô gái người Tày rất là xinh đẹp thế này. Rồi chào mọi người.